có học, thái độ làm việc tốt, có trình độ, có năng lực, có sức khỏe, nhưng vẫn trở thành tầng lớp vô dụng. Thế hệ ngày hôm nay, các con đang ngồi ở đây, chúng tôi gọi là thế hệ Gen Z và Gen Alpha, là thế hệ công dân toàn cầu. Thế hệ này sẽ làm chủ thế giới, làm chủ trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng nếu như ngày hôm nay chúng ta vẫn vừa lòng với việc toán giỏi, văn giỏi, thì chắc chắn các con có thể, rất có thể sẽ là tầng lớp vô dụng trong ngày mai. Khi mà anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, đã có một quyết định rất mạnh mẽ là phải đưa việc học STEM, học trí tuệ nhân tạo vào tất cả các lớp, từ lớp 1 lên lớp 12. Bởi vì tôi muốn nói, nếu như ngày xưa chúng ta có khái niệm mù chữ, có nghĩa là không biết đọc, biết viết, không biết tính, thì ngày hôm nay cái chữ mù chữ có nghĩa là gì ạ? Là mù công nghệ. Mù chữ ngày hôm nay là không biết khai thác tất cả những gì mà công nghệ mang lại. Tất cả các bài tập ngữ văn, toán học, lịch sử, địa lý, các con chúng ta có thể dùng ChatGPT giải trong vòng 15 giây. Có nghĩa là cách học và cách dạy phải thay đổi. Và chúng ta phải ý thức được rằng thế giới đang thay đổi. Còn nếu như chúng ta không kịp thay đổi, thì rất rất có thể chính chúng ta và con em chúng ta sẽ trở thành tầng lớp vô dụng trong tương lai.